Ước cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, lúc Chúa Giêsu trừ quỷ, thì có mấy người trong dân chúng nói rằng ông ta nhờ tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ. Mấy kẻ khác muốn thử người nên xin người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng người biết ý của họ liền phán: nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong, nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ, vậy nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu góp với ta là phân tán. Khi thần ô uế ra khỏi người nào thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, đi tìm chỗ nghỉ ngơi nhưng không tìm được, nên nó nói rằng ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bây giờ nó đi rủ 7 tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó, và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước. Đó là lời Chúa. Trong kinh Lạy Cha chúng ta đọc mỗi ngày, chúng ta được Chúa dạy là cầu xin với Đức Chúa Cha, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Chúa nhắc nhở chúng ta xin với Đức Chúa Cha đừng để chúng ta xa trước cám dỗ, vì Satan hay là sự ác, sự dữ là một thực tại luôn có mặt trong thế giới này để làm hại chúng ta. Satan nó không có hiện nguyên hình, có cái đuôi dài hay có cái sừng, nhưng mà nó cám dỗ chúng ta, nó hiện diện qua chính hình dạng của con người để quyến rũ và kéo chúng ta đến điều ác. Chúng ta hay nói ma quỷ. Ma, chúng ta phân biệt ma theo như người Việt chúng ta tưởng tượng là hồn ma bóng quế, tức là cái người chết xong rồi về lại làm chọc ghẹo chúng ta. Nhưng mà ma thì thường là nó không có làm được cái gì hết. Không biết ma có không, tại vì nếu mà cái hồn chúng ta sau khi mà chết rồi thì cái hồn chúng ta thoát ra khỏi xác thì phải lấy trước tòa Chúa phán xét. Rồi sau đó lên thiên đàng hay là xuống hỏa ngục thì là được phán xét, hay là trong luyện ngục thì làm sao mà đi lang thang được. Thì trừ trường hợp có phép thì mới có thể đi ra khỏi cái nơi bị giam cầm để mà về báo mộng hay cái gì đó cho người thân. Nên ma thì không có sợ, chúng ta không có sợ. Nhưng mà quỷ thì đó là một thực tại có thật. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa trừ quỷ. Và những cái người mà nhìn thấy Chúa trừ quỷ vì họ không tin rằng là Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa, do đó mà họ mới nói là Chúa dùng quỷ vương Beelzebub mà trừ những cái quỷ nhỏ. Thì Chúa bảo nếu mà một cái nhà nào mà lại chống đối nhau như vậy thì làm sao mà nó tồn tại được. Nên họ
họ nói là Chúa nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ, nên họ mới xin một dấu lạ. Dấu lạ là để cho họ, chứng minh cho họ biết đó là Chúa là từ, được sai đến từ Thiên Chúa, là người của Thiên Chúa. Nhưng mà Chúa biết cái ý định của họ nên Chúa không có làm cái dấu lạ gì cả. Tại vì Chúa luôn luôn, và cái đó cũng chính là cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta nhớ là đầu mùa chay, bao giờ chúng ta cũng có đoạn phúc âm Chúa Giêsu vào hoang địa và đối diện với Satan, đối diện với ma quỷ. Và cả ba cái cám dỗ ở trong hoang địa trước khi Chúa ra ngoài công khai là dùng cái quyền năng mà Ngài có để mà làm cho người ta phục mình, biến đá thành bánh, nhảy từ trên nóc đền thờ xuống. Nhưng Chúa không làm, vì cái đó là cám dỗ của ma quỷ. Và cái cám dỗ đó theo Chúa cho tới khi mà Chúa còn, Chúa bị đóng đinh ở trên thập giá, vẫn còn cái cám dỗ đó. Qua những cái người đứng ở dưới, những nhà lãnh đạo Do Thái và những người dưới đấy, nói nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy bước xuống khỏi thập giá để chúng tôi tin. Cám dỗ hôm nay của những người ở đó khác cũng vậy, qua ma quỷ. Ma quỷ qua những người đó, chứ không phải qua. Sau đó mà Chúa Giêsu đã đến để chiến thắng ma quỷ và tội lỗi. Nên chúng ta muốn chiến thắng ma quỷ và tội lỗi thì chúng ta phải có một thái độ dứt khoát. Chúa nói là ai không theo ta là chống ta, và ai không cùng ta thu góp là phân tán. Chúng ta muốn thắng ma quỷ và tội lỗi thì chúng ta phải cùng với Chúa Giêsu, phải đi với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lấy cái hình ảnh một người võ trang canh giữ nhà của mình để mời gọi chúng ta tin tưởng phó thác vào Ngài. Chúng ta tìm một người hùng mạnh để canh giữ cho mình được an toàn thì có ai bằng Thiên Chúa? Kiếm một nơi ẩn náu trước những tấn công của kẻ thù thì có đâu vững chắc cho bằng núp dưới bóng cánh tay của Ngài. Và cái đoạn cuối của phúc âm nói rằng quỷ nó đi dông dài những nơi khô ráo là nó đi tìm chỗ nghỉ ngơi nhưng không tìm được. Nó trở lại và nó rủ những cái bảy quỷ khác vào tấn công và chiếm ngụ. Nên Thánh Phêrô trong thư của Ngài nói ma quỷ như sư tử luôn gầm thét rảo quanh tìm mồi để cắn xé. Ma quỷ, quỷ là có thật, sự dữ là có thật. Và nó đang hiện diện ở trong cái xã hội của chúng ta qua rất là nhiều hình thức. Tranh đấu dưới cái hình thức là quyền của người phụ nữ. Tôi có quyền trên thân thể của tôi. Do đó mà đứa bé nó trong bụng tôi, nó vẫn là trong thân thể của tôi, nên tôi có quyền phá hay là giết hay là giữ lại. Không ai có quyền can thiệp. Và những cái chuyện liên tiếp như vậy, chẳng hạn như là hôn nhân đồng tính, đủ thứ mọi thứ, rồi an tử trợ tử. Tất cả những cái hình thức đó của ma quỷ, nó hiện diện qua một cái vẻ rất là tốt lành, là tranh đấu cho quyền của mình. Nên
quyền của chúng ta là do Thiên Chúa ban. Do đó mà trước khi chúng ta hành xử cái quyền của chúng ta phải xem theo là cái quyền của chúng ta có hợp với quyền của Thiên Chúa hay không. Xin Thiên Chúa qua bài phúc âm hôm nay nâng đỡ chúng ta, cho chúng ta một sự trợ lực cần thiết để như lời kinh của Chúa Giêsu dạy: xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.